Chào các bác nhé, đây là cái dòng dao phát của bên em. Thì hôm nay em sẽ chi tiết với cái dòng dao này rất chi là rẻ và vô cùng là sắc bén. Thì đây là cái khâu liêm này, vừa là cái khâu liêm giật này, vừa là cái dao phát này. Còn đây là cái dao phát 100% này. Đây là cái cỡ nhỏ nhé, cũng kích cỡ đều như nhau. Thì em sẽ test thử luôn với cái mấy cái cây hàng rào này luôn, dùng cái dao phát này, thử xem là thế nào. Vô cùng là sắc bén các bác ạ. Đây nhé, em sẽ thử vào đây. Các bác nhìn này, thật sự là rất chi là tiện lợi đối với các bác mà đi rừng làm nông nghiệp, làm bonsai. Các bác thấy không ạ? Vô cùng là sắc bén nhé. Thì đây là cái lưỡi dao cỡ nhỡ nhé. Giá của nó rất chi là rẻ, để em chi tiết một chút luôn, để khi các bác đi rừng làm nông nghiệp mà cần thì hãy liên hệ tới bên em. Cái này thì nó, hai chiếc này thì nó là 150.000 nhá. Còn hai chiếc này là 200. Đây là cỡ nhỡ là 150.000 hai chiếc. Còn chiếc nhỡ này, chiếc to này là 200. Thì một bộ thì các bác đều dùng trong tất cả những công việc nhé. Có bác thì đi rừng, có bác thì làm nông nghiệp, có bác thì làm bonsai, phát quang, đều sử dụng đối cái dòng dao này. Một cái dòng dao mà bên em nhận ship COD toàn quốc nhé. Các bác ở đâu chỉ cần để lại địa chỉ và số điện thoại. Đấy, giá thì em cũng nói rồi, 200.000 là bao ship một đôi to này. Cái đôi nhỏ này là 150 bao ship này. Mọi miền Tổ quốc luôn, các bác ở đâu chỉ cần để lại địa chỉ và số điện thoại thôi. Đấy, với một con dao như thế này thì các bác đi rừng thì rất chi là tiện lợi nhá. Các bác có thể phát quang dãy nương này, các bác đi tìm ong này, đi săn bẫy này, mà cũng cần một chiếc dao sắc như thế này để sử dụng. Thì bên em cung cấp tất cả những cái dụng cụ về săn bẫy, về dụng cụ đi rừng đầy đủ. Các bác có thể tham khảo luôn cái mẫu dao này khi đặt cùng với những cái sản phẩm khác của bên em nhá. Đấy, các bác mà theo dõi của bên em, các bác biết rất nhiều video em đã đăng tải về những cái dụng cụ hữu ích để dành cho các bác đi rừng làm nông nghiệp, làm bonsai, quần áo bắt ong rừng, để dành cho các bác đi khai thác ong, bắt ong kinh tế để bán nhé. Thì hôm nay thì em chỉ chi tiết về cái mẫu dao thôi. Vâng, và một cái video ngắn thì em cũng chi tiết về hai cái mẫu này một chút. Như các bác nhìn đây nhá, con dao này thì cái phần lưỡi nó là thép rời này, và nó được hàn chắc chắn là một cái tuýp sắt này. Đấy, hàn chắc chắn là một cái tuýp này nhá, giúp con dao và cái thanh ống này nó liên kết với nhau rất chi là chắc chắn. Đây thì nó có một cái tay cán này. Còn với cái khâu liêm này nhá, các bác có thể buộc vào cành cây để giật những cành ở trên cao, vô cùng là sắc ngọt luôn. Đây là cái khâu liêm cỡ nhỡ này. Còn đây là cái dao phát cỡ nhỡ này, 150.000 một đôi nhỡ nhá. Đấy, làm rất chi là tiện lợi. Em cũng vừa thực tế ở cái bờ rào này nhà em bằng con dao nhỡ này. Vâng, thế các bác mà đang cần thì hãy liên hệ trực tiếp tới bên em nhé. Với những cái dòng dao này rất thích hợp đối với các bác làm trong tất cả các mọi công việc. Chất thép thì rất chi là ok rồi, vô cùng là sắc ngọt. Đấy. Vâng, thế em cũng xin kết thúc video ở đây. Hẹn gặp lại các bác ở một cái video sau. Các bác mà quan tâm tới đồ dùng dụng cụ nông nghiệp bonsai, đồ dùng đi săn bẫy, đi rừng thì đừng quên ấn vào like, chuông và đăng ký để ủng hộ kênh của em nhé. Mỗi lần em làm video về những cái mẫu mã khác nhau, các bác sẽ nhận được những cái thông báo mới nhất. Chào các bác và hẹn gặp lại các bác ạ.